Trong tổng số 255 bệnh nhân HIV đang điều trị tại Trung tâm Phòng chống HIV tỉnh Quảng Ngãi, thì có 15 trường hợp là trẻ em. Theo đánh giá, khả năng kháng thuốc ở đối tượng này là rất cao do không tuân thủ liệu trình và thời gian điều trị kéo theo nhiều hậu quả nguy hiểm. Không có cha, từ khi lọt lòng, em nhỏ này đã bị lây nhiễm HIV từ mẹ. Suốt 4 năm nay, ngày nào em cũng phải uống thuốc kháng virus ARV để điều trị. Do phải sống với bà ngoại đã ngoài 70 tuổi chăm sóc, việc uống thuốc của em thường không theo liệu trình. Khó khăn lắm nhưng mà có thuốc nhà bác sĩ nhà nước quan tâm là ba con mừng lắm. Con bé là cũng được, bữa nào không có gì đó đau thì cũng rong đi học, mà cũng rong uống thuốc rồi đi học trung chiên. Bà thay là bà cũng vui lắm, bà mừng lắm. Những trường hợp như của em nhỏ này rất phổ biến. Đặc biệt, đối với trẻ trong độ tuổi đến trường, thời gian uống thuốc không cố định, thậm chí nhiều trường hợp bỏ thuốc. Trong cái giám sát rất là khó khăn về cái vấn đề là thứ nhất là trẻ là nó trong cái độ tuổi mà đi học. Thứ hai là trẻ còn trong cái tuổi mà chưa có nhận thức được cái việc mà để mà theo dõi uống thuốc. Thứ ba nữa là cái chế độ ăn uống của trẻ là nó không tự để mà bảo vệ được cái sức khỏe cho trẻ. Trong cái việc giám sát thì có thể là người mẹ là có thể đi làm hết, rồi còn đôi lúc được quanh để cho trẻ uống đúng giờ. Đã có 2 trong số 15 trẻ HIV tại trung tâm này kháng thuốc ARV, nhưng việc tiếp cận và theo dõi sức khỏe của trẻ lại gặp khó do phần lớn là người nhà đi nhận thuốc thay. Kháng thuốc là gây ra rất là nhiều cái tác hại, bởi vì nếu mà trẻ bị kháng thuốc thì quá trình điều trị là mình coi như là thất bại về điều trị. Và thất bại điều trị thì diễn biến trên lâm sàng thì trẻ sẽ xuất hiện các rất là nhiều các bệnh nhiễm trùng cơ hội có thể xảy ra, và lâm sàng thường giai đoạn 3 giai đoạn 4, và khi tỷ lệ sống của trẻ thì thường là không có cao. Những đứa trẻ bị nhiễm HIV nếu tuân thủ đúng liệu trình điều trị, đáp ứng thuốc tốt thì sẽ duy trì được sự sống khá lâu. Ngược lại, khả năng tử vong rất cao, bởi trẻ bị nhiễm HIV đa phần thể trạng yếu, dễ nhiễm thêm các bệnh khác do sự tấn công của virus HIV.